Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được nghe qua câu chuyện của chú Phủ. À, câu chuyện kể về một cây khế à, rất là lớn ở phía sau nhà và có ma rất là gây rợn luôn thì trước khi bắt đầu câu chuyện của hôm nay bảo xin thông báo với mọi người rằng là bảo cũng sắp xếp rất là cố gắng nhưng mà kiểu không kịp được cả nhà ấy. thì mỗi năm bảo hay phát quà là một lần quà từ thiện cho bà con nghèo thì năm nay do là công việc của bảo nó quá nhiều rồi nói chung là bảo không sắp xếp kịp vì vậy mà bảo có bàn với lại nói chung là bà con bên đó để dời cái lịch phát quà lại vào 15 âm lịch của cái tháng riêng đó các bạn, à, tức là qua Tết đó. Thì theo như cái chia sẻ của bà con thì giống như năm nay cái khu vực bên đó đó, bà con người ta đi màng ở công ty đó các bạn, rồi công ty đóng cửa. Thành ra là có khá là nhiều bà con màng chung ở đó. Rồi bị thất nghiệp Thì um, bắt đầu từ ngày hôm nay uh, Bảo um, mọi người á, nếu có um, lòng hảo tâm uh, Đóng góp để phát quà cho bà con Thì hãy liên hệ qua Zalo lô uh, 035 34 34 368 Nhưng mà Bảo uh, thông báo trước nha Là Bảo nhận để um, qua giờ Tết Bảo mới, mới, mới mua quà được và phát cho bà con được và cái ngày phát á, là ngày 15 âm lịch mọi người nhớ uh, kỹ dùm bảo cái này uh, chứ trước tết là bảo uh, phát không được bảo thông báo trước như vậy để cho mọi người uh, ai có lòng hảo tâm thì biết rõ luôn uh, rồi uh, bắt đầu từ ngày hôm nay thì bảo sẽ uh, uh, nhận uh, quyên góp của mọi người uh, đến uh, chắc có khoảng có thể là đến uh, chắc khoảng 10 ngày đi à, 10 ngày thì bạn sẽ không nhận nữa rồi à, chỉ có thông báo bấy nhiêu thôi à, còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay thì à, chú phủ á, à, thời điểm đó là chú khoảng là 30 tuổi câu chuyện này chỉ khoảng 20 năm thôi nhà của chú phủ thì ở theo cái kiểu là ở cái xóm đó đó thì vẫn có là nhà ở trong đồng và nhà máy sông và nhà trong đồng thì người ta có tới ba cái lớp nhà lặng ví dụ ở cái nhà ở trước cặp mấy đường xong rồi sẽ có cái nhà về phía sau rồi nhà phía sau nữa là ba lớp nói chung bà con lúc đó ở khá là đông rồi ở điện đụng rồi có đủ hết rồi còn nhà của chú phủ á thì nó thí dụ về cái nhà thứ ba đi thì chạy dài vô cỡ 50 thước là tới nhà của chú phủ thì ở phía sau nhà chú phủ độ khoảng chừng 100 thước thì chỗ đó có một cây khế và do là cái cây khế này á nó nằm gần cái đường mòn cái đường mòn để mà bà con có thể đi được từ nhà ở ngoài đường để đi vô nhà chú phủ rồi đi thẳng ra phía sau cây khế rồi đi thẳng thêm một đoạn nữa cỡ chừng 100 thước nữa thì đó là cái đường đường cộ ở dưới quê thường thường người ta có cái đường đó các bạn để đi tắt thì cái cây khế này á nói chung ra là cũng có nằm trên cái phần đất của một cái người chủ nhưng mà do cái ông chủ đất của chỗ cây khế á thì giống như là ông không quan tâm tới, giống như là khế là cứ có trái thì mọi người ai hái được hái thôi, giống như là 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 ông không có nói lời cái này của tôi hay là cái gì hết, chín lên rồi thì ai muốn hái muốn ăn muốn làm gì làm. Cây khế này á, nó rất là lớn nha các bạn, không phải như khế mình bây giờ mà cứ hờ đứng lên là bẻ được, được trái đâu không. Cây khế đó lúc đó là nó khoảng chừng một dòng tay người lớn lớn như vậy đó mà khế ngọt nha trái nào cho nó bự bự không à do là khế thì nó ngọt là là thuộc cái dạng hiếm rồi trước là thường thường là khế chua khế năm khía các bạn thì ở cái khế này nó lớn như vậy nó lớn như bự, bự lắm cái chú ở gần nhà nó nhất chú phủ mà ở gần nhà nhất thì ông biết các bạn hồi đó ông cũng hái khế nữa nha nhưng mà có một lần như thế này cái hôm đó là chú phụ ông đang đi đồng về á ông đi về là lúc đó cũng nhá nhem tối rồi Cái ông biết là con ông rất là thích ăn khế mà cái khế lúc đó giống như là mới ra trái nó chưa có là 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 chín chưa có chín nhiều giống như nguyên một cây ra trái rất là nhiều trái nhưng mà để tìm được một trái chín nó rất là khó thì ông đi theo thói quen của ông thôi ông cứ canh 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 ông dòm dòm cái khới khi nào có chín thì ông sẽ hái và hôm đó là ông không có ý định hái 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 ban ngày chứ giờ chờ nhá nhem tối giờ mình hái gì nữa à, định là cái thói quen thôi dòm dòm chừng nào nó chín cái mình hái cho con mình ăn cái bữa đó chú cũng đi về theo kiểu là dòm lên chơi vậy thì tự nhiên chú dòm lên chú thấy một cái nhánh nó rất là gần có trái khới quá bự đi mà nó chín thì ông mới dừng lại ông nói ủa kỳ vậy ta cái ban sáng mình đi mình giờ cũng đâu có thấy đâu mà sao bây giờ mình mình đi về mình giờ mình thấy nhưng mà ông nghĩ là cái khới mà các bạn giống như lá nó quá trời lá nhầm khi nó che khuất mình không thấy ông thấy cái khới này chín quá đi mà đợi ngày mai á lỡ như ngày mai sáng ngày ra sớm người ta thấy người ta hái uổng mình hái về cho con mình ăn khới bự quá thì nói là ở cái nhánh gần gần thì gần như ông muốn hái là phải leo lên cây khế trên người ổng á là đồ đạt của ổng là ổng có quải theo một cái thúng thì trong cái thúng đó nó có gần mấy cái đồ ổng đem dở cơm rồi theo nó ăn nè với một số cái đồ uh, dụng cụ lặt vặt của ông màng và cái thúng đó, đó thì ổng có cái quai ổng làm cái quai dính vô cái thúng để mà ổng ông, 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 ông giác bên hông á hay hoặc là ổng để trên vai cái ổng mới để xuống ổng để cái thúng xuống nha ông mới đi lại định ổng nhìn nhắm hướng nào ổng hái thì ổng nhắm lên ổng dòm rồi hướng này hướng này hướng này rồi ok rồi cái cây này, trái khới này cũng dễ hái chứ không có khó. Đó thì cái người leo cây á lúc nào cũng vậy. Khi người ta đã nhắm hướng rồi thì lúc này người ta sẽ leo thì người ta nhìn vô cái cây chăm chú nhìn vô cái cây để mà tay chù chừ chân ta bám 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 người ta lên. Thì ông mới cúi đầu xuống ông cho cái khế. Ông mới leo lên tới trên thì cái độ cao đó nó cỡ cách mặt đất khoảng chừng là hai thước rưỡi. Và theo như hồi nãy ông nhắm á là chỉ cần ông đứng từ cái vị trí này nè, ông bước ra khoảng chừng 3 4 bước, ông cái tay cầm lên cái nhánh cây quằn nó vô là hái được thôi nhưng mà tới phiên ông quay mặt ra chuẩn bị đi ra để quằn cái cái nhánh khế xuống á, thì ông không còn gặp trái khế đâu ông tức mình mà trời lúc này thì bắt đầu là nó càng ngày càng tối càng ngày càng tối mà ông giờ nó ủa kỳ giờ quay mà giờ không thấy không thấy ta thậm chí ông còn quằn cái nhánh ông đem vô thôi mà ông dòm kỹ lưỡng thì gơi luôn không có ông tức mình thôi chắc mình dầm dầm trời nhà sẩm tối cái mình nhầm nhầm ông mới leo xuống thì khi mà ông leo xuống cái ông đi lợi ông cầm cái quai thúng á ông nhìn ngước lên cái nữa thì ông gặp cái khơi nữa mà nó nằm lộ lộ ngoài chứ phải như nó nằm ở kẹt lá này nọ thì lên trên có thể mình không thấy trời ơi, gì kỳ vậy sao rõ ràng là 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 là, là, là mình leo lên mình quăng cái nhánh vô luôn mà không có rồi mà bây giờ mình xuống đây mình lại thấy thì cái lúc đó ông thấy cái ông tự nhiên ông rợn ốc tự nhiên ông không nghĩ gì tới chuyện ma cỏ hết là cái đường này ông đi hai rầm mà bất ngờ cái tự nhiên cái nổi da dạ gà lên không nghĩ gì tới mình mà, mà, mà bật ngang nổi da dạ gà như vậy ông lành xong lưng nhưng mà ông cũng dòm nha kiểu ông cũng gan không, chưa sợ đâu ông dòm nó gì sao mà trái khơi nằm dây mà mình mới không được ta cái tự dưng lúc đó cái ông quay mặt qua tới lui ông kiếm cái cây giống như ông kiếm cái cây nào nó 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 dài dài ông bẻ rồi ông, 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 ông lấy lá chuối hay dây chuối đó ông cột đại vô ông, 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 móc xuống thì ông kiếm cái cây ông bẻ cái cây cứ rớp rồi ha ông gật tùm lum ở trên rồi ông cuột lại à thì ông mới quay ngược lại chỗ cái cái chỗ đó ông dòm lên thì ông không còn thấy cái khế đâu hết mà ông nghe cái tiếng cười nghe cái tiếng cười những cây khế á cái tiếng nó cười kỳ lắm nghe nó không phải nó cười liên tục cho chúng ta mà mà thấy cái gì vui vẻ cười nó cười cười, cười vậy đó nó cười ba bốn tiếng vậy là ông nổi hết để gà ổng trùng mình rồi bỏ đi về biết rồi biết ma rồi thì ông đi về ông đi về cũng nói với thím nghe thôi chứ không có kể cho hai đứa con mình nghe mà con chú lúc đó có 10 mười, 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 mười tuổi gì à đó thì sáng bữa sau ông đi mặn sớm đi ông mới vô trọng đồng á ông mới kể cho mấy cái người mặn chung với ông nghe đó trời hồi tối hôm hôm tôi đi về tôi nghe cái khế tôi thấy con trai chính mà dốt cuộc của ma nó nhát tôi mấy cái ông này thì nói chung là cũng có người tin người không chứ không phải là ai cũng tin hết tại vì người ta cũng đi khá là nhiều cái đường đó thậm chí hồi những cái mùa trước khế nó cứ uh, chín rồi người ta xứng ra người ta hái này nọ cũng có ai gặp cái gì đâu mà sao bên nay ông chú phủ không thấy đó cái ông nghe kể vậy thì phong phanh vậy thì cũng qua cũng đi màng thì âu cũng làm cái chuyện bình thường thôi đó cái có một cái chú này chú này chú tên quay cái chú quay này á là à, chú lúc đó là chú khoảng chừng là 24 tuổi thôi mà cái tính chú á thì thích cái kiểu là là ăn cái những cái trái cây này nọ trong đồng trong bái đó thì ông mới đi về cái đường cổ mà nhà ông thì không có thuận chiều của chỗ cây khế bữa đó là bữa trưa ông mới biết là là cái bữa mà ông chú phụ kể á nha là ông có nghe ông có nghe nhưng mà ông cũng không có để tâm thì ông đi ngang cái ông sợ cũng nhớ ông nói để đi vô coi có trái nào chín chưa hái về à, ông đi vô ông đi vô thì ông gặp mấy cái trái mà nó có dặn là chín thì chưa chín nhưng mà nó cũng hờm 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 rồi ông mới leo lên ông hái ông leo ông hái xong xuôi hết trơn rồi nghe ông hái được đó bốn năm trái vậy đó mà hồi đó để kiểu mà đi màng cái mấy ông mặc cái đồ mà áo thun mất các bạn ông mang tani vô ông hái ông bẻ xong ông lộn như cái áo ông ra như nào ông để ông để cái trái khế vô ông leo tới dưới rồi đó thì ông đang lọ mọ lọ mọ để ông gỡ cái cái cái, cái bụng lên ông chụp khế đừng cho ông bị dập đặng ông đem về đó thì cũng khoái rồi bữa nay hái được bốn trái khế ngọt này đã rồi ông lấy ra ông lấy ra lấy được cái trái thứ tư thì ông mới nghe cái tiếng là là nói chuyện mà nói chuyện xíu xô xào xô xào cái khế đó các bạn nó cái gì kỳ vậy tiếng gì kỳ vậy ông mới dòm lên ông dòm lên thì ông không hề thấy một cái hình dáng một cái bóng dáng một cái cái, cái, gì cả mà cũng không phải là thấy gió dung lai dung lắc cái khế gì không có gì trơn nhưng mà ông vẫn còn nghe cái tiếng nói chuyện xô xạo xô xạo xô xạo á nói gì trên đó đó một mình mà mà cái giọng có một người à ông giật mình mới trời 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 không lẽ anh phủ bữa đó anh kể là có thiệt trời Ông rung rồi lúc đó là cũng gần giữa trưa 12 giờ rồi cái ông mới lợi theo kiểu là ông nghe cái tiếng nó hoài mà ông dòm trước dòm sau dòm xung quanh không có ai đi qua đi lợi gì hết trơn á mà rõ ràng nghe trên cái khới mà cái ông sợ đi ông sợ vậy cái ông mới lấy là 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 là, là. hai trái khế ông hái được bốn trái ông lấy ra hai trái ông lợi ông đợi cho có cái khế á ông nói thôi cho tôi xin hai trái đi à, tôi thấy khế ngon quá tôi tôi, tôi lên tôi hái bây giờ cho tôi xin hai trái tôi lỡ tôi hái rồi cho tôi đi còn hai trái tôi để lợi nè cái ông 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 nói xong cái bỏ ông đi mà ông đi ông đi ông đi, ông đi mà ông cảm giác là nó đứng như khế nó giờ mỏng nha nhưng mà ông dòm ông dòm không thấy cái ông về tới nhà ông về tới nhà cái tóc ngang ông bệnh đi các bạn khơi ông chưa kịp ăn nữa là ông bệnh rồi to chiều đó ông bệnh cái ông đi mua thuốc tây ông muốn ông muốn xong cái ông kể cho ba má ông nghe vậy đó ông nói hồi chưa con thấy như vậy đó tía má thì ba má ổng mới nói mày sao đâu mày ơi mày bệnh thì do mày, mày mày mày, mệt này nọ chứ làm gì mà có cái khới đó tao cũng ra một lần tao cũng hái hà rầm Mày sắp tới gần tới cái cái, cái, cái chính rồi mày bây mà giờ mày đi kể cho người ngoài người ta nghe người ta nói mày làm bộ kể có ma đặng mày hái mình đó. À. chứ có ma gì mà mày hái xong rồi mà mày còn đem được về hai trái mày để lại hai trái đến cả ba má của chú Quai cũng không có tin và phân tích theo kiểu như vậy thì chú Quai em cũng nghĩ là nhầm khi nó trùng hợp thôi khi bữa đó là mình làm mệt rồi mình leo cây okay này nọ mình cũng đuối rồi xuống rồi mình nghe những cái âm thanh thì thầm thì thầm như vậy chứ không phải là ma nhưng mà ông bệnh đâu có hai ba ngày trời ông bệnh không hết đi mà là một điều đó các bạn cái người á, mà người ta bệnh rồi á, hồi đó người ta đâu dám ăn ba cái khế này đâu thì chú quay không ăn đã đành trong nhà biết chú quay là bệnh là sẽ không ăn được nếu cho chú quay ăn là thế nào chú quay cũng bệnh nhiều thì đáng lý là mọi người phải ăn chứ trong nhà cũng khoái mấy trái khới lắm ông hái về cũng đem về cho ăn mà tự nhiên hôm bữa đó không ai nhớ gì tới trái khới vậy. tới mà nó nó năm sáu ngày sau nó chín nó hư luôn cũng không cay nhớ tới ăn mà nó chừng mà nghe cái mùi ấy, nó phát ra đó thì lúc đó là lợi trái khới nó hư rồi tiếc thì rồi đem bỏ nhưng mà sau năm ngày nay ông chú quay ông không hết bệnh ông không hết bệnh đi mà ông cũng không có đi ra ngoài nhiều cho nên là không có nghe câu chuyện của người khác thì có cái anh này anh tên chiến lúc đó ảnh có cái chừng là 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 18 tuổi thôi anh mới đi ngang cái đường về á, bữa mà chú quay để lại hai trái khế á anh mới đi ngang cái đường về anh đi vô anh lụm anh tưởng là khế rụng mà rụng mà sao mà nó ngay nắp nó ngay cái cái, cái, chân cái cái, 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 cái khế giống như người ta bẻ mà người ta để lợi vậy đó nhưng mà giờ hoài không có ai trơn nếu mà có người, người ta lấy cho ai đâu mà để vậy thì ông mới nghĩ là chắc là cũng cái trường hợp hi hữu nào đó thì hai trái khế này nó nó rụng xuống cái cái cái, cái cái gốc đó thì ông lấy ông ăn đi ông ngồi ngay đó ông ăn luôn ông ngồi ông ăn nhưng mà đáng lý ra là ông này ông suy nghĩ thì sao các bạn khế mà là một cái loại quả nó, nó 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 mềm khi mà nó chín nó sẽ mềm mà nếu mà cái độ cây cái cao nó cao như vậy lớn như vậy thì nó rụng xuống nhất định nó sẽ bị giật hoặc là có một cái dấu gì đó bất luận là là nó rơi ở cái mức độ nào nó cũng phải có cái này hai cái khế ta bóng rờn không có một cái gì hết trơn không có cái dấu vết gì hết trơn á mà ông nói là rụng đi cái ông mới ngồi ông ăn là ngay bữa chiều cái bữa mà ông chú quay luôn nha ông ngồi ông ăn ăn xong về cũng bình thường đi về về cái ông mới ấy... đau bụng ông đau bụng thì cũng biết là ừ, ăn khế này nọ nhưng khi đói bụng lên rồi ăn ba cái đồ nó có khế khế nó cũng ngọt ngọt nhưng mà nó cũng kiểu là nó có cái men chua rồi ăn vô rồi nó cũng bào bổ tử rồi nó đau vậy thôi rồi cũng nghĩ là bình thường đi uống thuốc thì ông cũng mới cha ông chú quay luôn mấy ngày chờ ông chú quay bệnh là ông bên đây ông chú chiến bên đây ông cũng bệnh ông nào cũng bệnh trơn nhưng mà không ông nào nói với ông nào hết cái chú quay bữa đó cái chú quay mới nằm ngủ đi chú quay nằm ngủ mà chú quay nằm mớ nằm mớ là thấy một cái cái dòng hồn á đang đi bình thường không phải là cái khế nha đang đi bình thường thì thấy cái, cái một người rượt ổng mà nguyên cái móng trắng xỏa tóc rượt ổng thì ổng mới chạy ông chạy chạy, chạy 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 về tới nhà thì nó nhào tôi nó chụp ổng đi cái ông mới giật mình ổng tỉnh dậy là nửa đêm nửa hôm rồi mồ hôi mồ cơi ông đổ đầy người hết trơn á cái ổng mới sáng ra ổng mới kể cho ba má ông nghe ổng nói là tối hôm, hôm còn thấy như vậy đó sao mà tự nhiên cái có cái hồn ma nào rưa con ba má của chú quay mới nói mày sao cái này mày bệnh hoạn mày yếu trong người rồi mày nằm ngủ mày thấy cái này cái kia thôi con con lấy con dao xét á để đầu nằm cũng ngủ đi cái okay, lúc mà ba má của chú quay nói cái điều đó đó thì chú cũng ừ hử vậy cho qua thôi cái okay, tới trưa đi tới trưa ông nằm ngủ nữa mà lúc này là ông ngủ ông ngủ ngoài cái giỏng mà cái giỏng này ở trong cái nhà ông nghe chứ không phải là cái giỏng nằm bên ngoài giống như cánh cửa nè các bạn rồi sẽ tới một cái uh, hàng ba đó. đó thì ông mới văng cái giỏng ở chỗ đó là ra cái giỏng mà đó giờ rồi ông mới nằm ông ngủ ông đang nằm ngủ ngon chớn vậy đó trong người thì cũng bệnh hoạn không hết. Cứ yếu yếu người bệnh hoài. Thì ông mới nghe văn vẳng là nó nói với ông. Mà cái giọng này là giọng đàn bà nghe Nó nói mày á. Mày à, cúng cho tao. Mày để cho tao ăn. Mà mày để như vậy đó. Cho thằng khác nó lấy nó ăn. Chú quay thì lúc này nó kiểu là. là ông, ông, ông giật mình ông sợ rồi. Và ông biết là ma đang nói chuyện với ông. con cái là ông ngồi dậy không được cả người ông cứng đơ vậy giống như là ông bị giữ lại vậy đó cái ông ông ông, ông đâu có nhớ cái gì đâu mới nói là ủa cái khơi cái, cái, cái gì cúng vậy. tôi đâu có biết cái gì đâu tôi đâu biết gì đâu nó mua gì là phật nó mua phật ông niệm hoài vậy đó thì bà mới nói mày niệm nữa là tao bớt cổ mày bây giờ mày niệm nữa tao bớt cổ mày đó ông sợ ông đâu có dám mà niệm nữa ông cà rung cà rung á ông mới nói là tôi đâu có biết cái gì đâu mà sự tự nhiên vậy tự nhiên vậy mày vậy nghe mày mày cúng cho tao đó mày để hả mày để không kính mày để vậy cho thằng kia nó ăn của tao tao không được mày mày coi chừng tao nghe mày của chừng tao nghe mày thì cái lúc mà bà nói là mày coi chừng tao nghe mày chừng của tao nghe mày á chú quai nghe cái tiếng của ba chú quay đang ở ngoài đi vô và ông kêu như là quay quay mày ngủ kêu gì vậy quai thì ông mới giật mình ông giật mình ông tỉnh dậy ông dơm ra phía sau liền ông không có thấy giống như thể là có ba của chú quay về cái bà ba, ba, ba nói chuyện không được nữa các bạn bà không muốn đứng đó được nữa thì chú quay lúc này á mới bật ngồi dậy đi mà cũng không biết là cái tư thế ông nằm ngủ ra làm sao ba của ông mới đi vô mới nói mày làm gì mày nằm ngủ kiểu gì kỳ kỳ đang gì hợm vậy ngủ cái gì mà hai cái giò trên mà cái đầu mày mày, mày thòng thòng dưới đất vậy tại vì ông ngủ á là hai cái giò ông để lên trên vậy bình thường vậy mà cái đầu quẹo qua bên vậy nè mà quẹo qua cái hướng bên là là, là à, cái bà đó mới đứng á bà gị qua bên đó đó các bạn bà gị qua bà đè đó trời ơi chú quay lúc này không biết rồi tính vậy là là đầu minh mẫn là rồi có người trong nhà nữa đỡ sợ cái rồi. cái ông mới nhớ ông mới kể cho bà ông nghe đi thì ba ông mới giấc mình các bạn bởi vì sao thật ra giờ này là cái giờ mà ba của chú quay là đi qua bên quán ngồi chơi nhưng vì ông nghe được một chuyện ông phải đi về ông đi về lại vô tình đúng cái lúc mà chú quay đang gặp cái hiện tượng tâm linh mặc dù là đang nằm võng trước cái, cái hàng ba nhà mình đó thì cái việc của ông nghe là như thế này nè các bạn ông chú chiến á bữa mà ông đau bụng á ông về ông ói rồi ông đau bụng rồi ông ói rồi nguyên cái đêm đó là chở ông đi nhà thương luôn chở ông đi nhà thương là ba ngày sau ông về đó thì ông về thì ông đâu có biết cái chuyện của ông ông chú quay thì trong nhà ổng mới kể ra nói là trời ơi mấy bữa nay thằng quay á, nó nói là đêm nào nó ngủ á, nó cũng nghe cái tiếng cái bà nào đòi khế nó mà bữa đó nó ăn hai trái khế nó nói là nó ăn hai trái khế nó ngồi ngay cái khế nó ăn luôn mà đó giờ nó ăn có sao đâu mà sao lần này nó ăn nó nói cái bà nào mà cứ lợi đòi khế nó hoài đó. nhưng mà nó vô trong nhà thương á thì lại hết rồi cũng tưởng là nhầm khi nó nằm mớ nằm mơ rồi nó ăn khế rồi nó, nó, nó giống như là bình thường bữa đó nó ăn khế nè rồi nó nói nó bị bệnh là nguyên nhân do khế thành ra là nó ám ảnh trong đầu nó rồi nó nằm mơ thấy vậy thôi đó. tại vì lên bên lên trên nhà thương thì hết trơn rồi không có còn gì nữa hết trơn á lên trên đó rồi cũng muốn thuốc này nọ rồi uh, nằm đó cho người ta kiểm tra này nọ thì nhà ông chú chiến này cũng khá cái cho nó đi về đó, thì họ mới vừa về là mới hôm qua là ngày thứ tư nè trời đất ơi nửa đêm nữa hôm nó làm tôi ổng quảng hồn quản giết hỏi là sao mà làm quản phòng quản giết thì anh chiến á anh đang ở trong nhà mà ảnh thì anh có đứa em út em út của ảnh thì lúc đó là 11 tuổi rồi giống như là ở nhà mấy cái bữa mà anh đi nhà thương hai anh em thương nhau lắm thì cái em út này mới nói là anh hai ơi bữa nay là em ngủ với anh nghe ừ thì hai anh em mình ngủ cái lúc ngủ thì ba má của anh chiến á chú thím đang ngủ ở trong buồng nhà cũng có người chị gái nữa ngủ ở cái buồng riêng đó. còn anh chiến với lại em út á, thì hai người mới ngủ ở chỗ cái giống như cái bàn thờ xéo xuống đó thì tối đêm đó đi anh chiến anh mới nghe anh mới nghe là kêu ảnh à, chiến ơi chiến mày ra đây tao tao ta, ta, biểu chiến ơi đó thì anh chiến anh mới đi ra anh nghe tiếng kêu anh đi ra anh đi ra bên ngoài rồi đó anh dòm giáo giác anh không gặp ai hết trơn cái anh mới lên tiếng anh kêu. Anh nói. Ủa ai ai kêu tôi vậy mà sao uh, đã mất tiêu rồi. Ai kêu tôi. Tao nè. Tao kêu mày nè. Tao kêu mày nè. Sao mày ăn khơi tao. Thì nghe cái giọng. Phát ra từ phía bên hông. Nhà ổng thì có cái hàng rào. Cái hàng rào này thì trồng mấy cái bông mồng gà các bạn. Bông mồng gà loại bông đỏ đỏ đó. Thì nó cao cao cỡ đầu người vậy nè thì bà đứng ở phía sau lưng cái hàng rào đó bà nói tao tao kêu mày nè tao kêu mày nè bà mới giật mình anh chiến anh giật mình ai vậy ai vậy ai vậy là bắt là bắt là vậy ai vậy ai vậy thì bà mới nhóm cái đầu bà lên trời đất ơi bà nhóm cái đầu bà lên cái mặt bà xanh chành cái mặt xanh chành luôn xõa tóc dài ngoan vậy đó hai mắt có mở ra mà hai mắt đã thù lùi vậy các bạn trời đất ơi ông ơ, ơ ơ ơ ông la lên ông té ngang ông té ngang ông xỉu ngay chỗ đó luôn thì ở trong nhà em út á giống như là cái linh cảm hay là lệnh khi cái, cái mạng số của em lớn hay sao không biết mà tự động cái em mới 10 tuổi tự nhiên em quay ngang không gặp anh hai. Cái em mới khóc mà em khóc mà em lại bước xuống cái mùng mới ghê á, em đi lại cái chỗ mà à, cái cửa đó nghe cái cửa này mở ra rồi, em mới chỉ ra ngoài á. Em thấy các bạn, em cũng em thấy, em khóc quá trời khóc luôn đó. À, mẹ ơi, ba mẹ ơi cứu anh hai, cứu anh hai. Thì trong nhà mới nghe ra rồi chạy ra bên ngoài. Mới phát hiện là À, anh chiến anh, anh anh xỉu thì ba chú thím mới mới, 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 mới mới xơi vô trong nhà xơi trong nhà đang nói như là đang này là đang quảng hồn mới đang la lên rồi chị hai trong nhà cũng chạy ra rồi những người à, xung quanh sớm người ta kéo qua rằng rằng mười mấy người cái đang xúm nhau lại như vậy chút xíu là, là ông tỉnh ông tỉnh xong thì lúc này cái mọi người mới xúm lại hỏi ông mà ông thấy mọi người đông quá đi cái ông mới ráng ông kìm lại được mà ông chưa kể được thì lúc này em út á, em mới chỉ ra ngoài á em chỉ mà em nói như vậy nè anh hai ơi anh hai trả cho bà đi trả khế cho bà đi bà, ba đứng ba đòi kìa trời ơi mọi người quán hồn quảng dưới dí mình ra không thấy ai đó bà đi kìa bà đi kìa bà đi ra bà đi kìa bà thấy mọi người giờ bà đi kìa nó nhỏ nó mới 10 tuổi mà nói một cái Vui vậy luôn trời ơi người nào người nấy cái kiểu mà cũng quán hồn rồi còn về về anh chiến á thì anh nghe em út của mình nói như vậy trời đồ anh rung anh kéo cái mền chùm cái đầu anh là lời nó tôi không biết tôi không biết đâu tôi không biết trời ơi ai cũng sợ trên các bạn biết rồi người ta nói chuyện tâm linh gì rồi đó cái đâu cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ sau á thì uh, em út và kể cả anh chiến đều không có thấy nữa mới cởi lại, thì em út em kể em nói là mọi người đưa anh hai vô trong nhà thì có cái bà đó bà đứng ở đó nhưng mà em út dòm á thì em út dòm không có giống như anh chiến nha à. anh chiến anh dòm thì anh thấy cái mặt xanh rờn vậy rồi rờ, rồi rồi tóc tai xỏ hai cái mắt đen thù lùi của người đàn bà còn uh, em út á thì em thấy là cái bà đó bà, bà bình thường bà mặc cái bộ đồ giống như là nó nói là mặc bộ đồ đen à, nhưng mà bà bà này bà xỏa tóc thì bà đứng bà mới nói là uh, mày kêu anh mày chả khế tao chả khế tao ăn rồi lấy sao chả đó, thì cái 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 em út này không không biết thấy ba đòi vậy cái sợ ừ, anh hai anh hai anh trả đó thì sự việc nó như vậy thì có nghĩa là khi mà ba của ông chú quay á đang ngồi ngoài quán và nghe câu chuyện từ ba ruột của à, anh chiến ông mới giật mình ông nhớ ra cái việc mà con mình có hái bốn trái khế và để lại đó hai trái khế và nói là thôi tôi trả là đó đó thì ông biết ông nói là là khả năng là để đó rồi mấy cái dông á cái dông ở đó đó nó ăn mà nó chưa kịp ăn hay sao đó thì thằng chiến nó qua nó lấy nó ăn nhưng mà dẫu sao cái người để hai trái khế đó lại là, là con mình mà cái sự việc này nó cởi bốn năm ngày trước rồi ông nhớ mới không rành đi ông mới định là về để hỏi chú quay lại là coi có sự tình phải như vậy hay không thì mới về nhà là chú quay lại gặp cái hiện tượng như vậy nữa thì đúc kết mấy câu chuyện này gom lại kệ gom lại và và thống nhất lại thì cuối cùng là khế mà chú quay chú hái được á, là trên cây khế đó mà nó nói là giống như là cái dòng này nó là cái khế đó là của của, của nó có nghĩa là nó ở trên cây khế mà hồi đó thì không có tức là cái dòng này từ chỗ nào nó lợi thì nó gặp cây khế này nó 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 nó, uh, nó, ngự lên đó nó ở trên đó cây ba của chú quay á Ông mới đi qua bên nhà của chú thiếm ba của uh, uh, anh Chiến. Đó thì ông mới hai người mới kể lại cho nhau nghe. Thì người nào người nấy rung ở trơn rồi là bắt đầu mạnh nay về để mang gà đem ra cúng. Thì cái hôm đó chú Phủ á, ông về nhà là đâu, uh, ông không có đi màng buổi sáng đi. Ông đang ngồi ở trước nhà thì ông thấy là ủa sao nay kỳ vậy? làm gì mà gia đình thằng quái gia đình thằng chiến mà mà người nào cũng đem gà còn hai thằng đi mặt mày xanh rờn ở phía sau mấy bữa nay nghe nói tụi nó bệnh mà mà sao giờ đi ra đây làm gì mà đem theo gà bỗng nó cúng nó có bệnh hoạn cúng người khuất mặt gì thì cúng chứ mà sao mà cúng ở ngoài chỗ này mà ra trong đây là cúng, cúng ai trời ơi cái ông thấy vậy ông mới hỏi ông hỏi thì nó ra ra cúng cho cây khế ông mới giật mình ông nói à, bắt mới vậy cúng cho cây khế mà bản thân ông á là cái người bị nhát đầu tiên chỗ cây khế rồi Ông đi kể thì người ta lại không tin Có người tin người không Mà mấy bữa nay thì ông không thấy Đó thì ông mới tò mò ông đi theo đi Ông đi ra ngoài đó các bạn Ta nói Mới có 8 giờ mấy sáng à. Đem gà này nọ ra Nhà nào cũng con gà Nhà nào cũng mới trái cây với bông hoa với nhang đèn Thì mới đem ra chỗ cái khế á lấy cái kệ nhỏ mà cái kệ giống như kệ cũ quá các bạn giống như cái ghế vậy thôi nó tựa tựa như cái ghế vậy đó thì mới đem ra mới đắt chắc lên chắc lên xong rồi mới kêu hai cái ông này nè chú quay với lại anh chiến là lợi là, là kháng theo những cái lời mà uh, ông bà cha mẹ đã đã chỉ từ trước thì hai người dưới đó thì mạnh nay nó khắng uh, kháng là giống như là kiểu mà tôi lỡ tôi ăn mấy trái khới thôi bây giờ tôi trả lợi là mấy con gà tôi trả lợi là, là người gà với này là tôi giống như là uh, uh, tha cho tôi uh, tôi 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 đáp tôi đáp bằng cái tôi tạ bằng cái này tha cho tôi đừng có um, theo nhát tôi nữa đó thì khi mà họ cúng á, lại xảy ra một cái hiện tượng này mà kể cả những người đi theo coi thậm chí là chú phủ cũng rung mình đó chăng đem hai con gà mà để lên các bạn biết mà người ta cúng những cái món chính á, là lúc nào cũng vậy chứ để cực kỳ kỹ <laughs> chứ không có cái chuyện mà để sơ hở để cho nó rớt xuống này nọ đâu không có đâu các bạn Đợi hai cái con gà ở giữa nha mà gà hồi trước ta cúng là người ta chéo cánh đó thì hai bên này nọ hoa quả rồi trái cây này nọ nhang đèn để đầy đủ một cái thế mà chắc chắn là mấy cái đầu gà mấy con con gà là không giống nhất gì được hết trơn hai con gà thì khi mà hai cái ông này nè chú Hoài với ông chú với anh chiến nè mới lại cắm cây nhang thì cây cây nhang là làm trên cái lon cái đồ cắm nhang á là lấy bằng cái lon sữa bò các bạn rồi lấy cát lấy cát xong rồi rồi để đó rồi, cắm cây nhang lên thì ông cắm cây nhang vừa xong á thì hai cái đầu hai con gà các bạn cái lúc đó là để là ghim vô trong cái khế vậy nè ghim vô cây khế nha mà hai con gà thì cách nhau cỡ là hai găng tay là bốn tắc đó thì ông chú phủ ông để ý rất là rõ cái điều đó nha thì sau khi chú quay và anh chiến hai người cúng xong mới đi đảo ngược lại do là lý do là hai người sợ hai người sợ không có dám đứng gần cái khế lâu mới đi ngược lại chỗ đó thì ba má của chú quay ba má của anh chiến mới nói là đợi đi đợi nữa cây nha hả về cũng không có thiết tha mà đem gà nó về đâu nhưng mà đợi cho nữa cây nha nhưng mà tỏ cái lòng tôi biết sai rồi tôi ăn khế của quý vị và quý vị tha cho tôi mới vừa đi ra ngoài đó đứng à chú phủ ông mới dòm ổng dòm dòm cái tự nhiên cái ông quay qua ông nói chuyện một hai tiếng ông quay lại ổng dòm hai cái đầu con gà các bạn hai cái đầu con gà bây giờ thay vì nó hướng thẳng về cái phía cái khế như thế này mà nó cách nhau bốn tắc thì bây giờ hai cái đầu nó quẹo nghiêng qua vậy nè cái mình nó còn cái thinh mà hai cái đầu nó quẹo nghiêng nó tuy là nó không phải là đến đổi là đối diện nhau nhưng mà thay vì hồi nãy là cái góc 90 độ cái thẳng về cái khế đi thì bây giờ nó còn kiểu mà giống như 70 vậy đó. nó quẹo hơi quẹo vô như nè mà rất là rõ nha quẹo nếu mà nếu gọi nó quẹo thêm cỡ là 20 nữa thì nó, nó nó, đối diện rồi mà sao cái mình nó còn thinh vậy đó mà cái đầu nó quẹo ngang trong khi là cái đầu á người ta chéo cánh rất là kỹ mà lỡ mà có sức đi thì chỉ sức một cái đầu thôi làm gì hai cái đầu gà đều sức giống như thể là nó nắm hai cái đầu gà nó quay sang nó ăn mà đứng ở giữa vậy các bạn mà mấy người đó là không người nào để ý thấy cái điều đó nha các em chú phụ cũng thấy ông không thấy là, là nó xây chuyển đâu ông không có thấy mà ông quay mặt chỗ khác á nói chừng mà ông quay ừ. mặt lợi thì ông thấy là cái đầu nó xây chuyển hơn cái lúc ban đầu rồi mà ông chắc chắn một trăm là như vậy ông mới quay sang á ông xanh mặt rồi ông mới lợi ông khiều là ba của chú quay á tại vì ông lớn tuổi nhất chú ơi chú chú ơi hồi nãy chú vô chú để con gà là chú để cái đầu nó thẳng vô cây khế phải không ừ ủa sao mày hỏi vậy Chú dòm lại coi Cái đầu của con gà Không phải một con nha Hai con luôn Làm như nó quay xéo lại nhau kìa chú ơi Thì ba của chú quay á Ông quay lại ông gặp một cái quảng hồn các bạn Chính tay ông Ông mới đi lại cái chỗ mà 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 mà, mà. Ba của anh Chiến ơi mày Mày coi coi Hai cái đầu của con gà làm như nó xéo vô phải không mày Hồi nãy tao mày để ngay vô mà Sao bây giờ nó xéo rồi ba của anh chiến cũng đồng dạng luôn ba ông nói nhỏ nhỏ với nhau ba ông ông nào nó mà xanh mặt mặt hết chứ quá linh rồi cái mấy ông mới ráng ông kìm ông nó bây giờ sao giống như kiểu nó đang đứng đó nó ăn vậy cái nó im để im đi để im đi đừng nói chứ ngồi ngoài đây nè đừng nói mấy nhỏ nghe mấy nhỏ nói, nó quản cái mấy ông mới quay ra ngoài đây một cứ hồi cái ông ông ba của chú hoài á ổng mới đi lợi theo kiểu là ổng chăm thêm trà rượu đó ổng chăm cho mấy cái ly á mà cháy cũng nửa cái nhang rồi ổng mới lợi ổng dòm ổng lợi ổng dòm các bạn ổng dòm cho kỹ ổng dòm thì ổng thấy là không phải hồi nãy ổng còn nghi ngờ là ổng đứng xa xa ông còn nghi ngờ là nhầm khi á nó người ta cái đầu ngoại cái đầu con gà vô cái cánh á rồi nó tuột ra thì thành ra là cái đầu con gà nó sẽ như vậy ổng mới nghi như vậy đi ổng mới đi lại gần ổng dòm kỹ trời ơi nó như thinh các à. bạn nó y thinh nè à. cái cánh vẫn còn quéo trong cái đầu con gà mà cái mặt con gà hồi nãy nó hướng vào trong cái khới bây giờ nó hướng xéo với nhau mà ông đi lại chỗ đó rồi ông cảm giác ông lạnh lúc đó là cúng nãy giờ là cũng chín giờ mấy 10 giờ rồi mà cái tháng đó đâu phải tháng lạnh đâu ông lạnh người ông biết rồi nói ốc hết trơn đó ông đứng cây bên, bên đó. nhưng mà ông thương con ông mới nói thôi bà bà thương con cháu nó không biết nó tưởng đâu là rụng nó mới lợi nó ăn rồi cái khế nào giờ cũng cái người chủ cũng cho hái thôi bây giờ tôi biết của bà rồi tôi về tôi dặn nó sắp nhỏ tôi dặn mấy đứa là không có vô hái nữa đâu thôi bà tha cho con tôi nha bà tha cho hai nó ông mới khắng vậy ông đi ra khắng vậy ông đi ra nha mà cái lúc đó là vợ cái mẹ mẹ của chú quay nè rồi mẹ của anh chiến nè kêu bằng là mấy cái người này đi theo cúng chứ không có thấy tại mấy ông này ông, nó, nói nhau nghe không à tao biết mấy người này sợ ba ông mới mới đứng tù rì tù rì với nhau nói một hồi sau cái cây nhang nó cháy hết đi thì ông mới kêu là chú quay với anh chiến lợi theo kiểu là cúng tạ hơn lại lần nữa là cảm ơn nha cảm ơn bà đã dụng rồi thôi bây giờ tôi cảm ơn bà để ra đây tôi không lấy về trái cây bà ăn từ từ kiểu vậy cây súng nhau mới đi về súng nhau đi về các bạn đi về rồi á thì cái ông mà mà ba của anh chiến á tay chân cũng bủng đúng hết trơn ông đi không nổi đi ông mới kêu là 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 vợ nổi dắt mấy người con đi về hết trơn ông mới nắm tay của ba uh, chú chú quai mới kéo vô trong nhà của ông chú phủ ba ông ngồi mà tao nói tay chân ông nào mới lên ngắt ba ngày á ta thấy quá lên rồi ơi phủ hồi nào giờ á ngoài cái lần mày gặp mà mày trái khế đó mày có bị thêm lần nào nữa hay không cái chú phủ cũng nói không không có bị mà sao nó linh dữ vậy chú trời đất ơi mày ở gần mày không biết sao tao biết ba ông nói chuyện mà như thể là sợ người ngoài nghe vậy đó ông nào ông nói ban ngày ban mặt ngồi nói mà mày rung hết trơn ba của chú chiến mới nói như vậy trời ơi trời hồi nãy tôi con với chú lợi đỡ hai con gà con còn còn để con cố ý con con, con gà nào giờ con cúng tại lúc nào cũng vậy cái bộ đồ lòng nó để trong mà con để trong con để xuống úp nó xuống rồi thì làm gì nó chào ra ngoài được để trong con gà mà hồi nãy cái lúc lợi là cho mấy đứa nhỏ nó cúng lần sau hồi nãy chú lợi con sợ quá con đâu có dám lợi con mới thấy là nó nằm ở ngoài hết trơn rồi chú ơi bởi vậy con bủng dũng chân tay trơn đó thì ba của chú quay mới à, vậy hả tao thì tao cúng tao để ở ngoài tao cũng không có để ý tao tưởng đâu mày cũng để ý ngoài giống tao vậy là cái con gà mày cúng là là, là mày để ở trong uh, uh, mày mổ uh... dạ đúng rồi đó chú con mổ ở dưới cái phao câu con lấy uh, nội tạng ra đó và con cúng là con cúng vậy không à chứ con không có mổ banh cái cái, cái, cái cái ngực nó ra mà để trong đó thì đâu có cửa nào mà nó lòi ra ngoài được đâu chú ví dụ như cái đầu đi thì nói là nhầm khi con gà nó nó, nó luộc lên chín rồi để lên chiếc dĩa nó trơn. À, nó trơn rồi mà khi nó nó, nó nó xịt qua xịt lại. Mà hai con cùng một lúc như vậy thì nó đã là cái chuyện là, 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 là tâm linh rồi. Còn bây giờ là là, là... là Nhưng mà hai cái chuyện đó thì cũng khi mình còn giải thích theo kiểu nó trơn được chú. Còn đọc lòng gà mà. Ở trong mà sao mà nó lồi ra ngoài. Trời ơi ba ông càng nói càng sợ. Thôi, thôi 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 biết rồi. Mày nè Phủ. Mày nhà mày ở gần đây nha mai mốt có đứa nhỏ nào hay ai mà lợi hái khế này nọ đó nghe mày mày nói với người ta đừng có hái khế nha đó thì chú phủ nó không được chú ơi bây giờ á con nói á người ta chửi con chết hỏi sao chửi mày tại người ta không tin người ta không tin người ta chửi con sao người ta người ta chửi con người ta nói khế của mày đâu mà mày cấm mày dành ăn mình hay gì thì sao con trả lời được cái bà của chú hoài thấy như vậy nó ừ mày nói cũng đúng thôi rồi vậy được rồi để tao về tao nói chuyện với anh mười coi anh mười là cái ông chủ đất chủ đất cái cây khế đó đó giờ ông không quan tâm tới đó thì ông mới về chưa bữa đó là ông, ăn cơm nước xong qua liền ông rủ ông mười ra hai ông mới ngồi nói chuyện anh mười anh mười tôi kể nghe vụ này thì kể lại hết những cái chuyện đó nha thì đang kể chuyện như vậy em chú phủ cũng đi ngang chú phủ đi ngang cái ông gặp thì ông biết là là, là, là ba của chú quay nói chuyện gì rồi thì ba chú quay bảo bảo gọi là là uh, ông tám luôn đi cái ông mới đi vô à, ông đi vô ông đi vô biết nói chuyện gì ông đi vô ông đi vô nó nè 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 anh mười nè anh hỏi ông phủ coi thằng phủ là cái thằng phải thấy đầu tiên đó. đó. thì ba người mới chụm lợi nói nói rành mạch ra những cái điều đó rồi cái ông mười cũng tin ông nói, ủa vậy hả lâu quá tôi đâu có khi nào tôi vô tới cây khới đâu à, tôi nghĩ cây khới đó hồi đó tôi cũng hồi lúc mà tía tôi á ông chồng nhưng mà thật ra không phải ông chồng nó mọc tự mọc quang vậy đó tự thợ ông nội tôi đội cũng đâu là, cũng là, 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 cái khới đó là cũng bảy tám năm rồi đó nhưng mà tôi thấy nó mọc tự nhiên cho nên cứ để cho bà con ai ăn được ăn chứ nhà tôi nè anh thấy không có sao nhà cũng có cái khế cũng bự nè cũng ăn uống không hết nữa lấy ngoài đó làm gì thì tôi biết cái tính anh tốt anh mới để như vậy chứ bác cái bẻ anh bẻ anh bán cũng ai làm gì anh đâu con cái bây giờ nó xảy ra cái chuyện vậy giờ anh tính làm sao đó bây giờ nếu mà cứ để như vậy hoài á vô tình mình giúp bà con mà thành ra hại hai con tôi bây giờ cũng không biết bây giờ nó nó hết hay không nè đó nhưng mà hồi trưa đó thì thằng nào cũng nói nó khỏe hết trơn á Thì chứng tỏ cho cái dòng của nó linh lắm anh Mười ơi Cái ông Mười Ông cũng đang phăng văn không biết tính sao Thì ông chú Phủ mới xuống như vậy Ông mới nói á Bây giờ á Con thấy như vậy nghe chú Mười Con nói cái nào phải thì chú nghe không phải thì thôi nghe chú Mười Trời đất ơi mày nói đi cái đó mày còn áp áp mở mở Bây giờ một á Là mình đốn cây khế Mình đốn cây khế chú Mười Nhưng mà đốn cây khế á biết cái dòng nó linh vậy đâu có ai là dám đốn mình kêu người ta đốn giống như mình hai người ta thì con ý kiến như vậy bây giờ mình kêu thầy đi mình kêu thầy về rồi thầy coi xong rồi rồi thầy chỉ mình đốn đó thì cái ông tám với lại ông mười hai ông mới nghe cũng hợp lý quá đi ông mười mới nói như vậy ông nói ừ, mà kêu thầy bà thì tốn kém thôi cũng được để tao kêu cho cái ông tám nói anh mười anh cứ kêu đi rồi tôi qua tôi vũ tía thằng chiến ba người mình thôi còn phủ thì nó tuy là nhà nó cũng ở gần nhưng mà nói chung mà nó cũng hơi khó khăn ba người mình á là, 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 là uh, mời thầy về đúng cái thế đó thì mọi người mới thống nhất với nhau là như vậy thống nhất xong rồi ta nói các bạn ô nó lên tới mức độ như vậy nè làm như nó nghe nó biết và nó nói là ông chú phủ suối nó nghĩ là ông chú phủ suối làm những cái việc đó nó sợ thì tối đêm đó trời đất ơi nó lại tới nhà ông chú phủ luôn linh vậy đó mà trong khi họ nói chuyện ở cái quán cà phê là cách cái nhà của chú phủ là đâu có nửa cây số đó. vậy đó mà 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 không biết sao mà nó, nó theo làm sao mà nó biết được rất là hay luôn cái tối bữa đó thì tự nhiên cái uh, ăn cơm chiều xong ông chú phủ cũng đi uống cà phê như thường ngày vậy đó ông uống xong cái đến khoảng 8 giờ mấy ông đi về mà ông đi về cái làm uống cà phê cái ông ngủ không được mà bình thường vậy rồi ở dưới quê thì 8 giờ mấy 9 giờ người ta ngủ nhưng mà ông chú phủ thì ông ngủ hơi trễ 11 giờ giờ mới ngủ ông ngủ thì kiểu mà nhà ông thì tuy là cũng có điện đụng có quạt gió đó nhưng mà cái tính nóng thì nào giờ nó như một ngày ông ở nhà rất là ít chỉ có giờ ngủ ăn cơm nước thì nó ở nhà còn bình thường ông ở trong đồng trong bái ông mặn không à mà dân ở trong đồng trong bái làm giết nó quen các bạn nó quen với cái gió mà cái gió tự nhiên á khi về á nghe mà trời hầm hầm ở trong quạt cái quạt gió không chịu không được thì ông mới đi ra mà cái việc này đâu phải là cái việc một ngày hay hai ngày đâu đó giờ ông vậy rồi ông đã ra cái chỗ mà 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 ngang qua cái nhà ông á thì đó ông có mắc mấy cái giọng ở đó đó tối thì ông, ông lấy dây ông cuộn ông treo lên thì ông ra ông gỡ ông nằm ông ra ông gỡ ông nằm ông nằm giọng vậy ông đâu có buồn ngủ buồn nghe gì đâu nằm rồi cũng đưa đưa cái võng rồi phì phà cái điếu thuốc. Thì vô tình cái hướng nằm của ông là ông hay nằm theo kiểu là quay mặt vô bên trong, có nghĩa là quay mặt 100 thước sẽ tới cây khế. Mà 100 thước này thì cây có nhiều cũng đâu có giờ thấy cây khế đâu. Cái ông nhớ là cái chuyện hồi trưa ông nói trời không biết là mấy ông đi kêu thầy bà vậy được chưa Mà nghe đâu là 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 là, là, là sáng sớm mới đi. Mà mình tưởng đâu là là, là 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 đi ngay cái lúc giờ trưa luôn, Thì ông ngồi ông tự suy nghĩ trong đầu ông một mình ơn vậy đó cái ta nói á à, ở cách chỗ ông nằm á là cỡ chừng hai chục thước ở chỗ đó nó có một cái cây sao cây sao lớn lắm nha trời đang không gió đang hầm mà ta nói nó rung cái nhánh sao các bạn nó rung cái nhánh sao nó rung quá trời rung luôn làm lao sao lao sao giật mình nó ngồi chạy ông dòm thì ông vẫn không thấy mà ông nói nguyên cây sao như vậy đó thường mấy cái nhánh ở gần á mấy nhánh trên cao á thì nhiều khi gió nó còn đẩy được nghe còn còn mấy nhánh ở dưới gần nó cứng lắm dễ vậy mà, mà mà mà, cây cối xung quanh nó che mà dễ gì mà rung được tới mức độ như vậy mà chờ không có gió nữa thì ông mới nghĩ con gì đi ông mới nói trời ơi bữa nay con gì mà đu dở nó rung dữ vậy ông mới đi vô trong nhà ông lấy cái đèn pin ra ông dội mà ông dội cái đèn pin lên trên đó thì nó nín thinh cái cây nó vẫn bình thường mà ông tắt cái đèn pin ông quay mặt chỗ khác một cái ông đáo là cái giọng ngồi vừa đặt cái cái mông xuống ngồi dưới cái giọng thôi là nó rung tiếp Ông rào 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 ông Biết rồi biết rồi Ông nói rồi rồi Ông mới nghĩ là nó ra nó nhát thôi chứ ông, ông không có biết là cái chuyện là nó biết ổng suối á Nó theo nó hành ổng Cái ông thấy nằm đây hồi cũng ớn sống quá rồi vô nhà ngủ Ông vô nhà ông nằm thì ông mới nằm là thường thường ngủ nằm ở cái vách ngoài Đó. Thì cái vách trong là vợ ổng Còn ở bên bên đây là cái cửa sổ Đó thì ổng mới giờ ổng đang nằm nằm ổng thiêu thiểu thiêu thiểu ngủ đi ổng mới thấy là cái gì mà giống như là là cái tiếng gì đang đứng ở ngoài cửa sổ đi ổng mới quay ra ổng dòm thì ổng thấy một cái bóng đen thì ổng vừa thấy cái bóng đen thôi ổng mới thấy nó thọt hai cái tay vô thọt hai cái tay vô mà lúc đó là thím đang nằm à, à cái cửa sổ mà nó thọt càng qua người vậy nè tròn qua người thím luôn ổng mới giật mình ổng định la lên ớ lên một cái thì nó nhào vô nó đè ông xuống nó mày ông nghe cái giọng nói nghe cái giọng nói này không phải là nói chậm chậm nói rất là nhanh mày xui hả, mày xui hả tao mày xui hả, bóp cổ mày chết luôn bóp cổ mày chết luôn bố cổ mày chết luôn làm gì đó là cổ mày chết luôn thì ông nghe cái giọng người đàn bà mày xuống hả mày xuống hả thì lúc đó ông quản hộp, giờ không có nhớ là ừ, mình 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 xuống vậy cho nên nó về nó bóp cổ mình ông đâu có nhớ ông chỉ dán ông gồng ông gồng gồng gồng, gồng. ông cựa quậy ông gồng ông la lên quá trời la luôn mà giờ ông nằm kế bên không hay mà ông cứ nghe cái tiếng đó nó là cứ cách chừng 30 giây là nó nói Mới gọi mà chịu luôn mới gọi mà chịu luôn xui 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 ông nghe cái từ xui là nhiều nhất cái ông mới sực ông nhớ ông dáng ông gồng niệm phật ông niệm phật như vậy là ông niệm 5 phút đồng hồ đó các bạn là mới buông ông ra đó. buông ông ra là ông bật ngồi dậy là mồ hôi ông đổ mồ hôi lạnh không không có một cái giọt mồ hôi hầm nóng nào chứ trời đang hầm như vậy đó mà ông đổ mồ hôi ra mà ông cảm giác cái mồ hôi ông lạnh luôn á ông mới kêu vợ ông thức dậy đi Ông mới đi ra sau bếp á hai chồng dội đèn ra sau bếp mở cửa bếp ra thì ở phía đằng kia là cái, cái cách cả chừng năm thước lên cái nhà Ông mới la làng lên là chú năm chú sáu qua tiếp con thì người ta mới chạy qua hỏi cái vụ gì Ông mới cởi lại Ông ngồi ông cởi mà mặt mày ông xanh chanh hết trơn nha đó giờ vô ông được ngắt à xúm nhau lại mới lấy mấy cái dầu rồi nổi sức cho ổng rồi 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 ờ, có người mới đi ra rồi đem đồ đã cúng kiến ở ngoài trước đó thì cũng may các bạn sáng bữa sau á do là ông ông mười á ông có quen thì ông mới mới mời được cái 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 ông thầy đó thì cái ông thầy này ông mới tới ông đi ra ngoài đó ông dòm ông dòm để ông nói cha dòng này lâu cũng giữ rồi nghe ở đây không có được lâu mà giữ cỡ đó ha cái ông đi vô ông vô ông nói chừng. cái ông bây giờ ông chú phủ đi tại ghé nhà chú phủ nước mà ông nói mày tối hôm mày gặp gì đó phải không Tao thấy là lằn dấu tay trên cổ mẹ, mọi người dòm thì không có thấy. Không có cái lằn dấu tay màu xanh, màu tím, màu 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 gì hết trơn á. Nhưng mà ông thầy này ông dòm thấy không biết. Ông nói tám hơn mày gặp chuyện gì tâm linh đó phải không? Chú phủ mới kể. Ông nói ờ à, đúng rồi. Chắc mày suối á. Nó nghe dông mà mày. Nó linh nó nghe hết. Trời ơi thì lúc này chú phủ mới biết lý do tại sao mà ông bị bóp cổ như vậy ông sợ quá cái ông mới nói với ông thầy thôi có bùa gì không cho tôi tôi sợ quá ông nói bùa gì mày ơi tối nay tao đuổi nó đi rồi đi mất tiêu rồi có đâu tới bùa biết gì đó thì ông ơi uh, vô ông làm thì không biết ông làm sao nó nói chung ông nói một ngày vậy chứ cũng ba ngày các bạn cúng kiến rồi tùm lum hết trơn thì qua ba ngày xong rồi nó đã mới kêu người ta vô đốn là đốn bằng máy cưa thì đốn bình thường là là từ cái lần đốn đó rồi là không gặp luôn Ông nói ông thầy Ông nói là ông đuổi đi rồi Đuổi đi rồi chứ không nói là ông bắt à, Rồi à, Câu chuyện của chú Phủ đến đây là kết thúc Và kể từ cái hôm đó là kể như là không còn nữa các bạn à, Rồi Bảo nhắc lại nha Là à, bắt đầu từ hôm nay Bảo sẽ quyên lớp góp 10 ngày Cho cái lần phát quà Nhưng mà lần phát quà này á Là à, Bảo có bàn với à, địa phương bên đó rồi Là sẽ dời lại vào à, 15 âm lịch thì thay vì trước tết đó, là mình hay làm những cái phần quà như mỗi năm còn dời lại 15 âm lịch thì mình sẽ tặng cho bà con gạo mì và nhu yếu phẩm à, thì hôm trước ở Bảo có tham khảo là cái danh sách cái hộ nghèo ở bên đó mà mình hay phát quà đó với lại mấy cái chú um, um, mang bên đó thì uh, độ khoảng là 350 mấy hộ do là năm nay thất nghiệp nhiều các bạn rồi uh, nói chung là nguyên một xã nha nguyên một xã ba trăm năm mấy hộ thì theo như dự kiến của bảo là một phần quà là khoảng 250 trăm năm đồng thì ba trăm mấy chục phần đó các bạn thì nói chung là, là trên tinh thần là như vậy à, còn à, mình có được bao nhiêu thì tùy theo cái sức mình làm bấy nhiêu rồi à, chỉ mà nhiêu thôi còn bây giờ thì bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo